Hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đây, xin chào tất cả các bạn ạ. Ok, quay trở lại video hôm nay thì trước khi bắt đầu video, chúc anh em xem video bạn có like, share, theo đăng ký kênh như nó kéo phải mình xin người rất nhiều ạ. Và xin chào tất cả anh em khi em có báo điện thoại nha. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì đây video đầu tiên của bên kênh Tiểu Tử Bá Đạo anh em. Ui, có quà đền bù mới này các bạn này, nhận được hai dương. Ui, thè lại ngon anh em, dương nhân phẩm này các bạn này. Ngoài ra chúng ta có code mới luôn anh em. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tất cả code của bên kho báu điện thoại bản Việt anh em nhé. Đây là video đầu tiên nên mình tổng hợp tất cả code cũ, code mới, tổng hợp hết lại một thẻ luôn, có cả code mới anh em nhé. Ok, để không mất thời gian của bạn thì chúng ta bắt đầu đi nhập thôi anh em. Đầu tiên thì phải nói đến bộ code huyền thoại của nhà phát hành anh em. Đấy, mảnh Luffy. Rồi tiếp theo là code nhận được mũ rơm, rồi dương nguyên liệu tím anh em. Tiếp theo nữa là dương được 100k vàng với cả 100 kim cương các bạn. Rồi, tiếp tục. Code này là được tích xếp à, thể lực các bạn. Ok. Sang code mới này các bạn này, code mới thì chúng ta có code lại nhập phải code cũ này anh em. Code thuyền nữa à? Còn cái code thuyền nữa các bạn, quên. Ok đây anh em, mấy code mới này. Đây như code tuần. Đây là code tuần các bạn nhá. Đây là một cái code tuần mới này. Ngoài vậy code tuần mới ra thì bên bản Việt chúng ta còn có một code mới anh em. Rồi. Rồi mình file này cho nó chạy cho nó chuẩn anh em. Tí lại nhìn ấn lộn thì mệt. Đây. 194B9EA2ED4SC. Vậy code này thì anh em nhận được hai dương, một dương thì chọn ngẫu nhiên vật phẩm. Còn một dương thì nhận ngẫu nhiên tướng anh em. Đấy. Vừa lấy được quả đến bù nữa các bạn thì chúng ta tính ra là ngon. Đấy. Trời ơi dương quá trời luôn anh em này. Zoro Walo này, Zoro Walo. Ui. Enemy Ocean Dofi, Zoro Walo. Ui, 30 mảnh Zoro Walo rồi. Đấy, ngon nhân phẩm đỉnh cao các bạn. Dùng nào, rồi ok. Đấy, dùng đá nữa anh em, đá cấp 4 đồng hoàng. Đấy, thì bữa nay thì bên kênh này thì chính thức mình sẽ cập nhật các video về kíp code của bên kho báu điện thoại bản Anh cũng như bản Việt mới nhất cũng như là sắp tới mai sau này. Thì anh em đi qua thì vui lòng để lại cho mình một like nhé. Và thêm kênh thì đang đăng ký kênh để giúp kênh phát triển ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, giờ về con đặc chính mình chơi đi anh em. Ok đây anh em, đây là con đặc chính của mình ở bên bản Việt. Đấy, sâu qua cho anh em xem để mấy bạn mới xem kênh này biết. Đấy, cái này thì mấy anh ăn của tuần sự kiện trước anh em nhận được Cordero trắng, Katakuri các kiểu. Mấy anh em ở sự kiện sau là trong có đâu, nhưng mà anh em cần đăng ký kênh thì tương lai được kiểu gì cũng sẽ có sự kiện mà mình sẽ cập nhật và anh em kiểu gì cũng sẽ nhận được thôi. Đấy, giờ thì arc này giờ chúng mình tích kim cương, đợi sự kiện hot, sự kiện VIP khủng thì mình sẽ bắt đầu lại chơi anh em. Ui ngon xem nào, cứ đùa biết đâu rồi một ngày đủ mảnh đâu anh em, bên này đợi mảnh chắc lâu lắm. Ok, giờ mình sẽ chiến phát sau đó nhảy qua bản Anh chơi anh em nhé. Bản Anh thì hôm qua mình có cập nhật bên Tiểu Tử Đường Phố, mình có cập nhật code rồi nên ở bên này mình cũng không cập nhật nữa khỏi mất thời gian của các bạn. Ok, gặp tem ngang kèo, quạnh luôn. Múc xúc với ngay anh em, không thể nang. Sợ gì, tem mình mạnh mà. Bố là dâu trắng đâu, Katakuri đâu, tung kin hết ra nào. Đấy, tem mình mạnh mà các bạn, sợ gì. Trời ơi, xanh à, xanh này, xanh này. Này thì xanh này, tứ hoàng xanh à, bay màu ngay. Múc xanh ngay các bạn, đùa. Đấy, lại trang kim cương ngọt ngào. Ok, ngon lành. Đấy, có quà gì đẹp nhất. Ok thôi, giờ chúng ta có bản Anh xem tuần này chúng ta có đăng nhập 7 ngày nhận được quà gì mà tướng gì anh em nhé. Sau đó lại chơi bên này cho vui. Ok, chúng ta dạo qua bên bản. Ui, có này, mẹ có quà gì đây. 200 kim cương ngon. Lại thơm, ui được đền bù luôn à, ngon 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 các bạn, trời ơi. Có lẽ như là đền bù vì hôm qua mình không đăng nhập được thì phải anh em, phải không? Hay là phải không? Phải, có phải là được đền bù không? Bởi vì hôm qua mình không đăng nhập ngày thứ 7. Ui, nếu thế thì ngon các bạn, trời ơi. Đấy, nhà phát hành nó phải như vậy anh em, xem tuần này chúng ta sẽ nhận được Beo Hancock anh em và Luffy GT 4. Đấy, nhận được cả vợ lẫn chồng, tuyệt vời nhà phát hành anh em. Ngon, cuối cùng lúc này chúng ta lại có nữ hoàng hải tặc rồi. Tuyệt vời. Đấy, nhận quà. Ui, bữa nay nhà phát hành gửi quà vậy nó mới phê anh em ạ. Nói nào nói, chơi bên bản Anh cảm giác nhận quà cáp nó vẫn gọi là phấn chấn hơn anh em. Giờ mình sẽ quay nhẹ các bạn quay phát nhờ. Tí mình qua con nạc kia nữa để xem lúc của là quà nhà phát hành cho hay là ngẫu nhiên được gửi thì không biết.
Ui, kim cương, vàng. Vàng đây. Vàng, ui 10 mét vàng rồi anh em, ngon. Đợt mái cuối cùng cũng được 10 mét vàng. Ngon ngon ngon, ngọt ngọt ngọt, ngon ngọt anh em. Rồi giờ lưng Pero Pero lên nào. Đấy. Lưng cho Pero Pero lên. Lại thiếu đồ rồi, nhìn là thấy rồi anh em, lại thiếu hàng, lưng cho Pero Pero rồi. Ở đây có dương nâng đồ đỏ. Mạnh tướng. Vẫn làm mạnh tướng, cứ chờ em nhưng bữa mình lấy nâng chừng phải đúng không? Đây anh em. Hôm qua thì mình quên mình chơi Big Mom anh em, nên mình sẽ gọi Big Mom về con ạc này luôn anh em. Đấy, trong một tuần đăng nhập này, tuần tới lại nhận được nữ hoàng hải tặc anh em, Big Mom. Đấy, triệu hồi mẹ Big Mom về, tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta chơi anh em, mình có lần lưng sen nên chữ Big Mom chắc mình chưa động. Ok, lấy thêm một chút cho em nữa đi. Rồi. Còn ai chỉ lấy đâu anh em, lấy về kích hoạt tướng được mà. Tường đá này. Hôm nay có vàng rồi các bạn, thoải mái quẩy luôn. Hôm bữa thiếu vàng thôi chứ hôm nay thì trời ơi. Gọi tẹt tẹt nhưng mà đen nhìn được có 10 triệu vàng anh em, quay được 2 3 phát thì êm. Đấy, số nó vẫn cứ nhỏ các bạn. Đánh chết nó không hết nhỏ. Nói chung là đánh chết cũng không hết được nhỏ anh em ạ. Ngon, lại có hàng chơi rồi, lại có hàng để chơi rồi các bạn ơi. Mình lại có hàng để chơi rồi anh em ạ. À. Rồi. Một cháu, có thể là chú trời bữa mình lấy về rồi. Thôi mạnh thân thôi là mạnh gánh được anh em. Để chú trời em có rồi. Giờ lân cho Kuran đi. Giờ đến lúc cho Kuran lên rồi anh em. Trời ơi, xem nào. Úp phát cho Kuran lên anh em. Lực chiến lên cho nó đỉnh cao. Xong sau mình sẽ úp cho Luffy các bạn. Ngon lành. Ở đây còn có một sắm 100 mạnh cho nó. Xong tới nhận thêm 60 mạnh. Ơ trời ơi. Thề cái tuần mới lại sự kiện của nhà phát hành càng lúc cho càng thơm các bạn. Thơm ngon bổ phổi diệt trừ lao luôn. Ok, đi kiến server phát nào. 247k. 247k đây, chiến luôn. Đấy, Pero hôm nay nó đỡ hơn rồi. Xem nào cục đấy. Khóa kẹo ngay, ngon lành ngay. Cứ đẩy tem này lên dần thôi anh em. Ui. Nhanh vậy. Ui. Đồ bạn đánh nhanh quá anh em. Trời ơi bay màu luôn rồi. Thế thôi con đặc chính mình nữa anh em. Qua bên con đặc chính nữa để xem là rốt cuộc đã đu quà là quà được tặng đền hay là như thế nào anh em nhé. Ok qua đây coi nào anh em. Xem bên này có được nhận không. À, không phải đây quà phát tổng bộ các bạn ạ. À, mình tưởng là ấy không phải anh em, đây quà phát tổng bộ anh em nhá. Trời ơi, thế là nằm nãy mừng hụt, không phải rồi. Vậy tuần này con ạc này mình phải chăm chỉ online anh em. Đấy, tuần này sẽ online 2 ạc nhận cho hết quà luôn. Tuần trước bị nớ rồi anh em. Tuần trước là bị nớ một nhịp rồi. Hôm nay sẽ qua bên đây xem nào có đủ 10k kim cương để quẩy không. Không đủ thì mình sẽ tích các bạn. Rồi, 1k kim cương 10 mét bạc. Ui ngon. Không đủ bạn, vẫn chưa đủ 10k kim cương ạ. Nhưng mà thêm vàng là ngon rồi. Còn này chịu khó online thì mấy đứa zoom tài nguyên lại thì tha hồ mà quẩy cái gì đâu. Đấy, hôm nay lại có vàng rồi anh em. Cuộc đời lại nở hoa rồi. 90 mạnh à. Ui, cháu này vẫn chưa lưng xong. Còn đợi anh em. Giờ mình cứ chăm chỉ online tích góp vàng lại. Xong đợi hôm sau khi mà đủ kim cương rồi các bạn, tiêu 10k một phát đó thì bắt đầu vào quất phát là xong ngay, có gì đâu anh em. Đấy, giờ cứ phải bình tĩnh. Bình tĩnh, không được nóng vội các bạn. Rồi ok, này vào đây thì đi lại làm phát chiến đấu anh em. Xem bị rất tốt không? À vẫn ngồi vị trí này được rồi. 520k, quýnh luôn. Ui. Có rách hạn hán luôn kìa các bạn kìa. Bác chàng chơi tem đỉnh thế nhờ. Rồi lo nữa anh em, cố lên, tem tôi cố lên anh em ơi, đừng để bị áp đảo, cố lên nào. Đúng rồi, hay quá các bạn. Trời ơi, tuyệt vời anh em của tôi. Rồi, win.
Còn này, nói chung thì video này cũng là video đầu tiên của bên kênh, nhưng mà mình cũng thông báo với anh em rồi, từ nay thì bên kênh này sẽ chính thức làm các video liên quan đến kho báu huyền thoại nhá. Anh em đi qua thấy yêu thích thì nhớ để mình một like và thêm kênh nhá, nếu không phải mình chưa rất nhiều. Video này thì thôi, mình lại xin phép kết thúc thôi, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye, anh em xem video vẻ tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.